Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Mình là ngôi nhà mơ ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thời gian qua mình cũng thực hiện rất là nhiều những cái mẫu nhà cấp 4 hành lang chữ L ở nông thôn để gửi đến mọi người tham khảo. Có thể nói là mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con, cô chú bác và anh chị quan tâm và lựa chọn xây dựng ở những vùng quê nông thôn các bạn. Nếu như quý vị bà con cô chú bác và anh chị mình sở hữu một cái mảnh đất rộng có mặt cái một cái mặt tiền hoành tráng, đó chính là một cái điểm rất là lợi thế các bạn. Và với cái mặt tiền rộng thì mình cũng có rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn xây dựng, như là nhà vườn, nhà chữ L hoặc là nhà nở hậu. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà mà nó kết hợp cả hai, và vừa cái hành lang chữ L và vừa nở hậu luôn nha các bạn. Và khi mình thực hiện những cái video đó thì mình nhận được một cái comment của một bạn là bạn Chí Dũng Quỳnh các bạn. Bạn này gửi comment về nhờ mình tư vấn một cái mẫu nhà chữ L với cái chiều rộng là 8m, chiều dài là 16m và có kèm theo cái phần nở hậu là 3m. Chính vì vậy mà mình sẽ thực hiện cái video này để tư vấn cái mẫu nhà hành lang chữ L gửi đến cho bạn Dũng tham khảo cùng với mọi người trong cái video này. Mẫu nhà mà mình giới thiệu ngày hôm nay có một cái tên gọi, đó chính là nhà vườn các bạn. Vì sao gọi là nhà vườn? Vì nó được xây dựng ở vùng quê nông thôn trên một cái mảnh đất trống, vườn cây, ao cá, nên gọi là nhà vườn đó các bạn. Và cái mẫu nhà này nó có cái chiều rộng mặt tiền là 8m, chiều sâu là 16m và nở hậu phía bên tay trái là 3m nữa nha các bạn. Mẫu nhà hành lang chữ L kèm theo nở hậu cũng là một cái mẫu nhà kinh điển truyền thống ở nông thôn. Và cái mẫu nhà này mình thiết kế nhằm tạo nên một cái diện mạo mới, một cái phong cách mới cho những cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn. Điểm đặc biệt và cái điểm nhấn ở cái mẫu nhà lần này mà mình chia sẻ là sử dụng trang trí những cái vòm bán nguyệt tại cái vị trí hành lang để giúp cho ngôi nhà này nó có một cái điểm nhấn mới, một cái điểm thu hút người nhìn hơn các bạn. Và cái điểm hay và điểm đặc biệt của những cái vòm bán nguyệt này là khi mình thực hiện á, là các bạn có dịp đứng trong cái vòm bán nguyệt này nó rất là rộng các bạn, giống như là mình đang đứng giữa một cái bầu trời các bạn, rất là cao ráo. Đây chính là một cái điểm rất là đặc biệt của những cái vòm bo bán nguyệt. Và sau đây xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà vườn này nha các bạn. Được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần chiều cao nền là 5 bậc tam cấp, tổng chiều cao nền là 750. Về cái phần thân nhà là cao 3,6m nha các bạn. Về cái phần mái là cao 1,6m. Tại cái vị trí chữ L thì sẽ được đúc bê tông xây thành steno trang trí nha các bạn. Còn về cái phần mái thì từ vị trí sảnh trở ra phía sau là lợp tôn một mái xây thùng. Cái mẫu nhà này thì mình cũng có thể thực hiện cái phương án mái thái hoặc là giả mái thái, nó đều rất là đẹp các bạn. Và mình sẽ thực hiện thêm một cái phương án mẫu nhà vườn này với mái thái gửi đến mọi người tham khảo sau. Về công năng thì được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần sảnh là rộng 2,5m, liên kết thành hình chữ L, một phòng khách kim phòng thờ, 4 phòng ngủ các bạn, ở khu vực bếp, phòng ăn và hai nhà vệ sinh. Có thể nói là phía bên trong nội thất thì nó rất là rộng thoáng, lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt các bạn. Vì cái lợi thế là cái nhà này nó có chiều rộng mặt tiền nó rất là rộng, và kết hợp luôn với cái phần nở hậu giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên hoành tráng hơn và nó rộng thoáng hơn nha các bạn. Thì cái phần cửa thì mình sẽ chọn cho cái nhà này là cửa nhôm xin pha màu trắng nha các bạn. Ở cửa đi 4 cánh và cửa đi phụ 2 cánh. Còn về những cái cửa phòng và cửa sổ thì mình sẽ chọn là cửa nhôm zin hua hệ 1000 cho cái nhà này, giúp giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái ngôi nhà này. Còn về cái gạch nền thì sẽ được chọn gạch nền là 80-80, vân giả đá mê bồ, cái nền màu trắng, vân màu ghi. Còn về cái phần trần thì sẽ được chọn trần thạch cao dự cấp hết toàn bộ cái ngôi nhà này, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên cứng cáp và sang trọng hơn nha các bạn. Còn về phối cái màu cho cái nhà này thì mình để màu trắng làm nền, còn cái màu nhân đó chính là màu tím của hoa lavender các bạn. Đây cũng chính là cái một cái màu sắc mà mình cũng cảm thấy rất là thích, vì nó có một cái độ trầm nhất định, và với những cái màu sắc mà nó có cái độ trầm này thì nó sẽ rất là lâu xuống cấp hơn là những cái màu mà nó tươi hơn nha các bạn.
những cái vừa bán việc tạo cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà này thì trong quá trình thực hiện nó rất là khó nha các bạn, về cái phần nhân công để thực hiện những cái vườn bo này nó được vững vàng hơn thì cũng là một điều tương đối là khó nha các bạn. Nhưng mà sau khi hoàn thành xong thì nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là đẹp, và những cái vườn bo này nó giúp cho ngôi nhà này nó tạo nên một cái diện mạo mới hơn, sinh động hơn. Và sau khi hoàn thành xong cái sản phẩm này tại những cái vị trí hành lang chữ L thiết kế những cái vườn bo này, mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Nó mang một cái nét rất là hoài cổ, mình sẽ lôi cuốn rất là nhiều người xem ở những cái vị trí vườn bo này. Sau mẫu nhà hành lang chữ L đã được rất là nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng các bạn, vì nó rất là phù hợp xây dựng ở nông thôn, kèm theo đó là cái việc lưu thông gió và ánh sáng nó rất là thuận lợi. Và cái hành lang này khi mà mình có dịp tiếp cận đối với cái ngôi nhà thì mình không cần phải đi qua cái khu vực phòng khách và phòng thờ, thì mình sẽ tiếp cận ngôi nhà này bằng cái lối đi cửa hai cánh. Đây chính là một cái điểm hay rất là đặc biệt của mẫu nhà hành lang chữ L. Và bên cạnh đó thì tại cái vị trí hành lang này mình có thể đặt một cái bàn uống trà, một cái bàn tiếp khách, hoặc là đãi tiệc trong cái trường hợp ở nhà mình có đám tiệc các bạn. Rất là rộng thoáng, vì với cái chiều rộng của nó là 2.5m là nó vừa đủ sử dụng, phát huy hết cái vai trò công năng của nó nha các bạn. Cái điểm đặc biệt nữa của cái mẫu nhà này, nó vừa kết hợp cái hành lang chữ L và kết hợp luôn cái phần nở hậu các bạn. Tại cái vị trí hành lang chữ L và kết hợp luôn cái phần nở hậu phía bên tay trái là rộng 3m nữa, giúp cho ngôi nhà này cái mặt tiền nó càng trở nên rộng hơn, thoáng hơn và tăng cái diện tích sử dụng được nhiều hơn các bạn. Với cái mẫu nhà mà mặt tiền nó hoành tráng như thế này thì mình đứng tại cái vị trí nào nó cũng phát huy hết cái vẻ đẹp của nó hết các bạn. Có thể nói là rất là hoành tráng. Đây cũng chính là một cái mẫu nhà mà lần đầu tiên mình thực hiện kết hợp giữa cái mẫu nhà hành lang chữ L và cái phần nở hậu các bạn. Vì cái mẫu nhà này cũng được rất là nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng ở những cái vùng quê nông thôn. Và khi có dịp về những vùng quê nông thôn thì mình sẽ bắt gặp hình ảnh những cái mẫu nhà này rất là nhiều luôn các bạn. Và cái mẫu nhà này nó được xây dựng trên một cái mảnh đất trống thì nó sẽ rất là phù hợp. Với tổng diện tích xây dựng và tính luôn cái phần nở hậu là 155m² nha các bạn. Và sau đây mình chia sẻ một phần bà con mình rất là quan tâm là về chi phí xây dựng của mẫu nhà này nó như thế nào. Thì được chia ra làm hai phần, về phần nhân công thì nó sẽ dao động khoảng 1.2 triệu trở lên 1m² nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này nó sẽ khoảng 4.5 triệu trở lên 1m². Và hoàn thành cái nhà này thì tổng cái chi phí của nó là gần 700 triệu nha các bạn. Đây cũng chính là một cái mẫu nhà mà rất là phù hợp cho những gia đình 2 thế hệ hoặc là gia đình 3 thế hệ, vì cái độ rộng thoáng của nó cũng giống như là những cái công năng sử dụng bên trong cái ngôi nhà này. Vì sao bà con mình lại quan niệm là thích cái xây dựng cái mẫu nhà nở hậu các bạn? Vì cái mẫu nhà nở hậu về cái mặt hình học của nó là nó rất là đẹp, nó có dạng hình chữ L, nó rất là rộng thoáng, kèm theo đó là nở hậu theo quan niệm của phong thủy là đón may mắn và tài lộc các bạn. Để tạo cái điểm nhấn cho cái bằng tiền này thì mình sẽ chọn ốp gạch là 80-80 cho cái bằng tiền các bạn, giúp cho cái bằng tiền này trở nên sáng hơn và nó có cái điểm nhấn hơn. Kèm theo đó thì sẽ được trang trí bởi những cái học hình chữ nhật ở cái vị trí cửa bốn cánh, và được sơn màu các bạn, giúp cho mặt tiền này càng trở nên sinh động hơn. Ngoài ra về phần mặt tiền thì được thiết kế những cái bồn hoa nhỏ, giúp cho nó có một cái mảng xanh, và cái không khí thì nó trở nên trong lành hơn. Ngoài ra với những cái bồn hoa này nó còn giúp cho mình rút ngắn lại những cái bậc tam cấp các bạn. Trong trường hợp với cái mẫu nhà này thì mình sẽ chọn cái phương án là ốp đá ba gương cho những cái bậc tam cấp này. Mình vừa cùng các bạn trải qua phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà chữ L kết hợp nở hậu ở nông thôn, hay còn có một cái tên gọi khác đó chính là nhà vườn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến mọi người thêm một cái diện mạo mới của cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn để mình lựa chọn tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Sau khi hoàn thành xong cái mẫu nhà thì mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Cái mặt tiền rất là hoành tráng, mặt tiền mà tính luôn cái phần nở hậu thì nó là 11m các bạn. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà vườn mà rất là hiếm hoi mà mình chọn cái comment của bạn Dũng này để tư vấn cho mọi người.
Sau khi hoàn thành xong cái mẫu nhà thì mình cũng cảm thấy rất là thích, và những cái vòm bo tròn bán nguyệt tạo nên một cái hiệu ứng rất là mạnh, và nó thu hút ánh nhìn của rất là nhiều người. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người, vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết, chưa có thể bộc bạch hết, để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của mẫu nhà vườn chữ L nở hậu ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.